Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 29 tháng 11 năm 2021 đã phát hiện một trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể bệnh nhân mang mã số 1226468, sinh năm 2010, trú tại bản Bản Lưng, xã Trường En, huyện Sông Mã, là học sinh ngày 29 tháng 1 năm 2021, sau khi mẹ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa đến cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Sông Mã. Bệnh nhân chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 và hiện tại sức khỏe không sốt, không ho, không khó thở. Bệnh nhân là F1 của mẹ là bệnh nhân 1222344, dương tính với SARS-CoV-2 ngày 29 tháng 11. Trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 11, bệnh nhân ở cùng nhà với mẹ và hàng ngày đi học tại trường tiểu học và cho cơ sở xã Trường En. Bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người tại lớp học nên có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.